Thưa quý vị, bão Trà My đã đổ bộ vào Philippines kèm theo gió mạnh và mưa như chút ghi nhận tại tỉnh Laguna, phía nam của thủ đô Manila. Sau khi đổ bộ vào đảo chính Luzon ngày 24 tháng 10, tính đến sáng nay ngày 25 tháng 10 thì bão Trà My đã khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và buộc hơn 150.000 người phải rời bỏ nhà cửa khi cơn bão đổ bộ vào bờ biển đông bắc của Philippines. Chính phủ nước này đã ra lệnh cho các doanh nghiệp và trường học trên đường đi của cơn bão cần đóng cửa để chuẩn bị đối phó với lượng mưa lớn và lũ lụt. Philippines thường ghi nhận trung bình hơn 20 cơn bão nhiệt đới hàng năm, thường gây ra mưa lớn, gió mạnh và lở đất gây chết người. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì hơn 67.000 phương tiện đã được thông tin về diễn biến hướng đi của cơn bão số 6, tên quốc tế là bão Trà My, để chủ động tránh trú an toàn. Hiện tại thì các phương tiện nằm trong vùng ảnh hưởng đang di chuyển tới nơi tránh trú, không có phương tiện nằm trong vùng nguy hiểm. Tại thành phố Đà Nẵng thì 26 tàu với hơn 200 lao động trên biển đang được hướng dẫn để di chuyển tới nơi tránh trú an toàn. Các đơn vị của Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng duy trì thông tin liên lạc và hướng dẫn các tàu thuyền không đi vào khu vực nguy hiểm và cần phải di chuyển vào bờ để tránh trú an toàn. Và ngay lúc này thì thông tin về cơn bão số 6 đang là câu chuyện được chúng ta quan tâm nhất lúc này, nên chúng ta sẽ cùng cập nhật với biên tập viên Bá Minh. Thưa anh Bá Minh, không biết là hiện tại thì diễn biến cơn bão có gì mới không ạ? Dạ vâng chị Thái Trang. Sau khi vào Biển Đông thì bão số 6 đã tái cấu trúc lại địa mây và có xu hướng mạnh lên. Hiện cường độ của bão đã mạnh thêm một cấp so với hôm qua, lên cấp 10, tương đương với sức gió là 93 km/h. Dự báo trong 1 đến 2 ngày tới thì bão vẫn sẽ giữ hướng di chuyển chủ yếu là theo hướng Tây. Khả năng là ngày mai khi ở phía bắc của huyện đảo Hoàng Sa thì bão sẽ đạt cường độ mạnh nhất là cấp 12, tương đương với sức gió 120 km/h, giật cấp 15, tương đương với sức gió giật có thể lên tới 183 km/h. Sau đó sẽ giảm cấp khi mà đi vào vùng biển ven bờ của Trung Bộ. Đáng chú ý là bão có thể đổi hướng và bẻ ngoặt xuống đi ngược trở lại. Như vậy thì trong hôm nay và ngày mai, mối nguy hiểm lớn nhất từ bão số 6 vẫn là gây gió mạnh, sóng lớn trên biển. Cụ thể là khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển của huyện đảo Hoàng Sa sẽ có gió mạnh cấp 8 đến cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 đến cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 5 đến 9 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền theo dõi chặt chẽ diễn biến bão trên hệ thống đài thông tin duyên hải Việt Nam với tần số 7906 kHz, thoát ra, không đi vào vùng nguy hiểm. Cần dự tính trước những nơi có thể vào trú bão, liên lạc với tần số 7903 kHz để được hỗ trợ khi mà gặp sự cố. Và chuyển sang các thông tin thời tiết trên đất liền. Khu vực Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, bước vào giai đoạn ít mưa. Dự báo chiều tối nay chỉ có vài nơi là mưa rào nhẹ, không ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời. Còn chiều nay thì trời nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất là 33 độ C, gió lại yếu nên khá nóng. Còn với thủ đô Hà Nội, hôm nay tiếp tục chuỗi ngày hanh khô, buổi chiều thì trời sẽ quang mây và nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất là 32 độ C, bầu không khí cũng rất khô, độ ẩm giảm mạnh xuống 39%. Đi lâu ở ngoài đường, mọi người sẽ cảm thấy rát da, phải đến tối thì bầu không khí mới dịu dần, nhiệt độ lúc 22 giờ giảm còn 24 độ C. Còn bây giờ xin mời tiếp tục với các tin tức khác của Chuyển động 24 giờ.